Rồi, ok. Bài hôm trước thì chúng ta học qua vài loại thẻ trong HTML, gồm các thẻ về text này, hyperlink này, danh sách list này và dạng thẻ về media, IMG, video, audio, đúng không? Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Còn về cái phần bài tập buổi sau mình sẽ review, sau đó mình sẽ chữa xong nhá. Chúng ta đối chiếu thôi. Chúng ta đến với loại thẻ tiếp theo luôn. Đó là loại thẻ table, loại thẻ về bảng biểu. Thì để nói về cái bảng, về cái này này, thì là các bạn có biết cái loại dùng đã dùng Excel rồi, rồi. Microsoft Excel thì thì cái Excel đấy á, chúng ta hoàn toàn có thể mô tả lại nó ở trên trình duyệt được bằng HTML, có thể mô tả như thế. Được. Thì chúng ta có một loại bảng giúp chúng ta mô tả cái bảng Excel và có thể sử dụng nó để danh sách. Và thường thường ấy, sau này khi các bạn làm việc với web thì chúng ta sẽ dùng cái bảng rất là nhiều, hầu hết là ở bên phía quản lý, như là kiểu là dạng danh sách, ví dụ danh sách sản phẩm, danh sách người dùng, danh sách về bài viết, danh mục các thứ kiểu đều có thể sử dụng cả bảng được hết. Thì chúng ta có cái giao diện cái bảng trông như này, đúng không? Một cái hình chữ nhật này, sau đó các bạn nhìn mình vẽ nhé. Đầu tiên là chúng ta có cái hình chữ nhật trước, sau đó chúng ta có rất là nhiều dòng, đúng không? Trên bảng nó có rất là nhiều dòng, thì mỗi một cái dòng này thì trước hết để vẽ được cái bảng nó phải có cái table, đóng cái table vào đó, đây là cái table trước. Sau đó chúng ta sẽ phải vẽ ra, có cái table rồi chúng ta sẽ phải vẽ ra cái dòng này, một cái dòng nằm ở trong có bao cái bảng của chúng ta có bao nhiêu dòng thì có bằng đấy cái thẻ đó, là thẻ TR rồi, đó TR rồi. Thì chưa nhớ nhá, bao nhiêu dòng ở trong này tương đương với bằng đấy thẻ TR rồi, được chưa? TR là viết tắt của table row, row là hàng, row là dòng, table row là một dòng ở trong bảng, thấy chưa nhỉ? Tiếp tục, trong các dòng này chúng ta sẽ có những cái ô hình chữ nhật nhỏ ở trong, đúng không? Cái này gọi là những cái cell, cell những cái ô nhỏ ở trong, những cái phần tử kiểu tạo tế bào nó ở trong đấy. Thì trong mỗi cái dòng này này có bao nhiêu cái cell thì tương đương với bằng đấy thẻ TD, được chưa? Đây là cấu trúc của bảng các bạn, table TR TD. Chúng ta vẽ thử nhá. Rồi, chúng ta có cái thẻ quyết định rằng bảng là table. Trước hết chúng ta cứ vẽ bảng cái table, cái thẻ table ra đã. Thẻ table này sẽ chứa rất là nhiều thẻ con, cho nên là kiểu đóng mở nó sẽ là có thẻ mở và thẻ đóng. Nó khác với thẻ IMG nhá, lưu ý. Trong thẻ TR này của chúng ta cứ xác định nó khoảng có khoảng hai dòng đi, đúng không? Thì chúng ta sẽ sinh ra hai cái thẻ TR. TR. Được chưa? Trong hai cái thẻ TR này mỗi thẻ tôi sinh ra độ khoảng 5 cái thẻ TD, tức là 5 cái cell nằm ở trong, đúng không? Chúng ta có cái TD này, TD, và ở trong cái TD này chúng ta có viết tạo một số gì đấy, một hoặc là viết tên mình vào hay như nào tùy tôi thích, tôi để số 1. Sau chúng ta duplicate nó lên 4 lần nữa là chúng ta có 5 cột. Đây là 2, đây là 3, đây là 4, đây là 5. Ở phía dưới chúng ta để ra ba cái cell nằm trong cái dòng ở phía dưới. Chúng ta sẽ xem nó trông như thế nào. Được chưa? Chạy thôi. Thấy không?
nó ra 1, 2, 3, 4 này. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy nó giống như trong Excel đúng không? Trông nó không có mấy cái đường kẻ kẻ gì. Muốn kẻ kẻ sẽ có kẻ kẻ ngay. Ở table này chúng ta thêm một thuộc tính là border bằng 1. Border là đường viền. Nó sẽ tạo ra đường viền của các dòng, các cell. Nếu mà xong rồi chúng ta tiến hành ra ngoài refresh. Thấy không? Thấy chưa? Giống như trong Excel nhỉ? Chưa giống hẳn nhưng mà nó đã phân biệt rất là rõ ràng về các cột, các hàng của chúng ta rồi. Được chưa? Đây, code đây. Bây giờ ra cái dạng bảng nhá. Tiếp theo chúng ta lưu ý cho mình một cái này. Có ai không vẽ được không? Lỗi gì là lỗi gì? Lỗi của vẽ. Cốt tôi đã nói từ bao nhiêu lần rồi. Là phải bê cái mục bút vào trong này. Cái mục đâu? Chưa tạo lưu có dạng à? Xóa đi. Có bị xóa đi nào không? Xóa hết. Xóa hết nội dung trong bài. Nội dung trong bài. Khi nào là trong bài? Giữ lại cái thẻ đóng bài và lại xóa hết. Xóa hết nội dung phía trong bảng, giữ lại cái thẻ đóng bảng, xong bắt đầu lại từ đầu. Đúng rồi, bắt đầu vẽ lại. Lưu ý này, nãy giờ mình thấy có một thanh niên code như này. Code đúng như này luôn. Thậm chí là như này luôn. Nghiêm cấm nhá. Thấy chưa? Nghiêm cấm không được, mà không bao giờ được để tôi nhìn thấy cái kiểu code như này. Như này thằng nào là thẻ đóng, thằng nào là thẻ mở. TR ở đây đóng ở đâu? Hiểu không?
không biết thằng nào là thẻ cha, thằng nào thẻ con. Sau này cái file HTML của các bạn ấy thậm chí nó dài đến hàng nghìn dòng. Thật đấy, đây này. Ví dụ các bạn vào thử trang, ví dụ như kiểu là VN Express nhá. Đúng không? Các bạn Ctrl U một cái, hoặc là chuột phải vào. Đây, chuột phải vào này. View page sược này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái số lượng của nó cực kỳ nhiều. Hiểu không? Nghìn dòng dưới này. 2000 mấy trăm dòng này. Đó. Nếu mà chúng ta để code mà theo kiểu dạng là nó tùm lum tùa lưa như này này, sau này không biết đâu mà sửa. Hiểu không? Cho nên là chúng ta làm theo tôi như sau. Thứ nhất, thẻ nào là cha thì tất cả các thẻ con sẽ tab vào trong một cái. Như này. TD là con của TR đúng không? Tab vào trong một cái. Đúng kiểu cái đúng kiểu phân cấp phân tầng cha con như thế này luôn. Được chưa? Ví dụ 3D của chúng ta là to nhất đúng không? Thì nó sẽ có con, những cái thằng thẻ con nằm trong nó sẽ tab vào trong một tab hoặc là bốn dấu cách. Được chưa? Chứ không bao giờ được để nó bằng chằn chặn nhau. Như vậy sau này chỉ chúng ta là người khổ thôi. Thậm chí nếu mà chúng ta đi làm ấy, người ta mà nhìn thấy chúng ta code như vậy ấy, mà nếu mà có chỗ nào nhờ người ta sửa ấy, người ta bảo mày format xong code thì rồi tao mới sửa cho mày. Đấy là sự thật và tôi từng nói câu đấy rồi. Hả? Gì? Tức là phải format xong code thì mới sửa được. Chứ không thể không thể nhìn được chỗ nào lỗi mà sửa ấy. Bởi vì code khi mà sau này các bạn đi làm ấy, code logic và code HTML nó lẫn lộn nhau, nó loạn hết cả lên. Không nhìn thấy ở đâu để mà sửa luôn. Hàng nghìn dòng. Không sửa được. Cho nên ngay từ đầu như này chúng ta phải sửa ngay cái coding convention. Coding convention là nó như kiểu là một cái luật lệ ấy. Hiểu không? Thứ nhất là cái cách code của chúng ta, cái nào là con thì lùi vào trong một chút, khoảng 4 dấu cách hoặc là một cái dấu tab. Được chưa? Sau đó những cái thằng cùng đẳng cấp với nhau, ví dụ các cái TD này nó là cùng level đúng không? Thì nó sẽ bằng dòng nhau. Chứ không được phép để cho nó bằng chằn chặn nhau, như vậy là chết. Rồi thì có những cái ông mà thò ra thụt vào như này này. Đây. Đừng nghĩ là không có đấy. Nên là sửa ngay từ đầu đi, code đến đâu sửa format lại đến đấy. Chứ không được phép là code nó lung tung ra thì chết. Được chưa? Bây giờ, kể từ bây giờ nhá, bất kỳ ai để tôi nhìn thấy cái kiểu code mà nó bằng chằn chặn nhau hoặc là thò ra thụt vào linh tinh ấy, tôi bắt chép tay lại trên giấy khoảng 10 lần. Nhá. Tôi đã từng bắt những người phải chép lại khoảng 5 file HTML mỗi file 10 lần rồi đấy. Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai. Được chưa? Mỗi file được khoảng 70 dòng thôi. Được chưa? Tiếp tục này. Chúng ta lưu ý bây giờ cái thẻ table của chúng ta trông nó như thế này đúng không? Dòng trên là có 5 cell, dòng dưới có 3 cell thì nó sẽ bị thọt mất hai cái ô ở đây để trống. Đúng không? Nhìn cái bảng nó rất là vô duyên. Đúng không? Thì chúng ta thứ nhất khi mà làm bảng ấy thì thường là người ta sẽ làm bảng vuông hình chữ nhật. Chứ chẳng bao giờ có chuyện để bảng nó thọt ra thụt vào này. Được chưa? Thì người ta sẽ là ví dụ như hai ô sau không có gì thì chúng ta để hai cái thẻ TD trống. Để hai cái thẻ TD trống ở đấy. Thì các bạn sẽ thấy là nó vuông. Được chưa? Có nghĩa là số phần tử TD ở trong nó phải ở các dòng á, số thẻ TD trong các TR ấy, thường thường nó phải bằng nhau. Được chưa? Nhớ nhá, không bao giờ sai. Cái nữa này bây giờ các bạn xem nhá. Bây giờ tôi chỉ đơn giản là sửa width, tức là sửa cái độ rộng của một thẻ có ai số 1 này nhá. Width bằng độ khoảng 50 pixel. Các bạn xem này. Tôi sửa có một cái ở phía trên, đúng không? Nhưng mà tất cả các thằng nằm trong cùng cái cột đấy nó tự động nó rộng ra theo, nó bằng luôn cái thằng mà rộng nhất. Được chưa? Cái logic mặc định ở trong cái HTML ấy, đó là trong một bảng, nếu mà cho có một cái cell nào đấy cùng một dòng mà nó có một cái, nó cái độ rộng của tất cả các cell khác ấy, trong cùng cái hàng đấy nhá. Trong cùng cái cột đấy nhá. Cái độ rộng của cell ấy thường thường là nó sẽ bằng với cái cell có độ rộng lớn nhất. Được chưa? Lưu ý, đây là một đặc tính rất là đặc trưng của dạng bảng của chúng ta. Được chưa nhỉ? Lưu ý cái trò này. Xong chưa? Tiếp tục nhá. Bây giờ các bạn xem tôi làm gì, các bạn sẽ hiểu.
thấy gì? Không phải hai dòng, không phải hai cột, không phải đóng khung. Cone span là gộp hai cell vào với nhau, được chưa? Hay còn gọi, nếu mà nói là gộp hai cell thì đúng là hơi bố láo, không đúng như vậy. Bản chất của cone span ấy, là nó xét cho độ rộng của một cột bằng độ rộng của hai cột, tức là chính nó và một cột bên cạnh, theo từ hướng từ phải sang trái, từ trái sang phải, được chưa? Độ rộng của một cột bằng độ rộng của nó cộng với cột bên cạnh ở phía tay phải, được chưa? Đó, dẫn đến cho nên là ở đây chúng ta cột một nó có độ rộng là 2, đúng không? 3, 4, 5, 6, tức là ở trong cái dòng thứ nhất này chúng ta có 6 cell, đúng không? Dòng thứ hai chúng ta có 5 cell, cho nên là tự nhiên nó bị dòng một nó lòi ra thêm một cái số 5 này, đúng không? Thế nên chúng ta nên xóa bớt một cái đi, xóa bớt một cái đi thì chúng ta sẽ có một cái cột nó bằng độ rộng của hai cột khác và số lượng cell nó sẽ vẫn bằng nhau, được chưa? Tôi nói nãy tôi nói là số lượng cell bằng nhau, đúng không? Đến bây giờ nó vẫn đúng, bởi vì một cột của tôi đang có độ rộng bằng hai cell khác, cho nên là chúng ta vẫn đảm bảo được ở trong này có 5 cell, đúng không? Bây giờ nếu tôi sửa thằng này thành 4 thì nhá, thằng này là 4 cell, bây giờ xóa đi mấy cột, mấy đi, xóa đi mấy cell, xóa đi 4 nhỉ? Trong này có mỗi 4 mà, xóa đi 4 luôn à? Xóa đi mấy cái? 2 cái. Bọn không biết tính à? Đây 1, 2 này. Đây là 4 cộng 1 bằng mấy? 5. Ở dưới này có mấy? Xóa đi 4 là như nào? Được chưa? Nhớ nhá. Đấy là cách dùng TD với cone span. Được chưa? Cone span. Đây là cộng mở rộng một cái cell ra bằng mấy diện tích của bằng bao nhiêu cell khác cộng lại. Được chưa? Hiểu cone span chưa? Có bạn nào không hiểu không? Dễ đúng không? Thế tiếp theo đến cái này mới khó này. Cái này hơi khó tưởng tượng hơn này. Tôi để lại cái mớ này như cũ nhá. Đây chúng ta có cái bảng nguyên bản như này đúng không? Được chưa? Bây giờ ngó này. Tôi có thuộc tính là row span bằng 2. Row span. Row là gì? Nãy vừa nói xong. Row là cột. Tát vào mồm như bây giờ. Đúng rồi, row là hàng. Hàng là hàng ngang ấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta ngó này. Thấy gì? Cái dòng số 1 ở trên nó đẩy xuống dưới đúng không? Ở dưới nó lòi thêm một cái này. Thấy không? Thế row span là như thế nào? Mở rộng cái cell xuống dưới. Được chưa? Mở rộng cái cell xuống hàng dưới. Được chưa? Như vậy thì hàng dưới tự nhiên nó sẽ lòi ra thêm một cái cell nữa. Đúng không? Cho nên là ở hàng trên thì chúng ta không ảnh hưởng gì. Số lượng cell ở hàng trên không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà số lượng cell ở hàng dưới thì chúng ta phải xóa bớt đi một cái thì bảng nó mới vuông được. Được chưa? Đó, chúng ta có hai thuộc tính là cone span và row span. Được chưa nhỉ? Cone span và row span cùng nằm trong một cell có được không? Như này, nếu tôi thích tôi làm này. Đây. Cone span bằng 2 luôn. Được đúng không? Giờ phải làm gì cho bảng nó vuông? Xóa cái gì? Xóa cả hai bảng, ở đây có mỗi bảng phải không ạ? Xóa ở trên một cột, một cell, rồi sao nữa? Ở dưới cũng xóa một cell. Đúng chưa? Có bạn nào có ý kiến khác không? Chính xác là như thế. Được chưa? Đây, chính xác này.
Được chưa nhỉ? Bởi vì bản thân thằng số 1 này nó rộng bằng hai thằng khác, cho nên là không để số lượng bằng nhau được, chúng ta phải xóa bớt đi. Được chưa? Tiếp tục này. Tôi bỏ cái này đi nhá. Đã hiểu cone span và row span chưa? Rồi. Tôi trả lại cái bảng cái cũ này. Xong chưa? Tiếp tục nhá. Chúng ta có một thêm một cái TR nữa ở phía trên của mớ này. Các bạn thêm đi. Thêm một cái TR nữa lên trên. Chúng ta nãy giờ là có 3 thẻ đúng không? Table, TR, TD. Đúng không? Bây giờ giới thiệu thẻ thứ tư này. Thế là chúng ta sẽ có là TH. Thẻ TH. Thẻ này chúng ta set width cho nó bằng 50 pixel đi. Có 5 cái thẻ TH ở phía trên. Chúng ta viết đây là title. Chữ thì chúng ta viết chữ gì cũng được nha, không nhất thiết là phải chữ title đâu. Tôi chẳng nghĩ ra cái chữ gì nên tôi viết chữ title ở đây thôi. Để cho hẳn 70 pixel đi, cho nó to. Bởi vì set width thì nó các cái dòng ở phía dưới nó tự động nó rộng ra đúng không? Các cái cell ở phía dưới nó tự động nó rộng ra. Quá. Không nhá. Nên biết dùng phím tắt dần đi, search từ khóa là phím tắt trong Supplementex, về nhà luyện một hôm là hôm sau code nhanh ngay. Được chưa? Đây chúng ta xem output nhá. Xong chưa? Viết một dòng thôi, sau duplicate nó lên 4 lần nữa xong. Nào, check nào. Output này. Đây là thẻ TH. Thấy các thẻ TH nó có gì khác so với các thẻ TD? Đậm hơn. Căn giữa text. Đấy chứ nhỉ? Đây là cái tiêu đề của các cái cột nằm trong một bảng. Thì thường thường người ta hay để là chữ bôi đậm và căn giữa. Được chưa? Đấy là loại thẻ thứ tư. Loại thẻ thứ tư này nó chỉ khác, cái thẻ TH nó chỉ khác cái thẻ TD một chút ở chỗ đấy thôi, ở chỗ hiển thị thôi. Chứ còn chúng ta vẫn dùng cone span, row span như bình thường, không khác gì cả. Được chưa? Rồi, bây giờ bài tập này. Chúng ta vẽ rồi bảng cho như này. Chữ O. Về A.
dưới này. Ra rồi các bạn. Cho chúng ta 10 phút. Đến 2 giờ 10 phút. Tôi gọi. Gợi ý này, xem đấy có mấy hàng, đây có mấy hàng, ba hàng nhá, đếm lại là bốn nhá, ba hàng, một hai ba bốn năm năm đúng không? Thì trước hết cứ vẽ năm hàng ở trước, được chưa? Có mấy cột? Ba. 4, 1, 2, 3, 4 cột. Được chưa? Cứ vẽ đầy đủ cái bảng 4 cột 5 hàng là chưa mình. Đúng không? Xong sau đấy cold span hoặc room span dần. Chứ đừng nghĩ là bị một phát ra luôn thì các bạn rất là khó làm. Chỉ sai, không biết sai không thì nó cứ làm một hạt. Chiêu cái chiêu nha.
Hiểu chữ đâu dịch sang bên phải nào.
để làm gì? Ông thích làm gì cũng được, nhưng hiện tại với khả năng của ông chưa được. Cứ thong thả. Sao? Có bao nhiêu bạn làm xong rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hết rồi à? Khó vậy cơ à? Nào, các bạn chưa làm được, vấn đề ở đâu? Vấn đề ở đâu? Hả? À? Cần bao nhiêu phút nữa để làm được? Cái này đơn giản chỉ là để dùng để sắp xếp thôi mà. Cho thêm 5 phút nữa nhá. Xem có ai làm được không nữa nhá. Đến 2 giờ 15. Không cần căn ở giữa đâu, cứ có chữ rồi. Chữa nha, vất vả quá rồi. Tôi tạm thời đóng cái bảng này vào. Chúng ta có cái bảng mới. Trong bảng này chúng như vậy tôi chia là có 5 row đúng không?
5 row thì chúng ta tương đương với 5 cái TR. Nhá, cái thằng TR này có một thằng cuối cùng thôi, là xem thêm thôi đúng không? Thì chúng ta để có một thẻ TD. Một thẻ TD có call span. Call span bằng mấy? Call span bằng mấy cho thằng cuối cùng? 2 à? 4. Xem thêm. Tiếp theo, xây dựng hai thằng dễ trước, Nguyễn Văn A, ô trống Hà Nội đúng không? Thì chúng ta xây dựng này trước. TD đầu tiên tên là Nguyễn Văn A này. TD thứ hai là ô trống đúng không? TD thứ ba. TD thứ ba là chữ O viết hoa. Chữ O viết hoa này. TD thứ tư là Hà Nội đúng không? Xong. Xong một ông. Bây giờ tôi copy ông này tôi vứt xuống dưới. Rồi, ông này tên là Nguyễn Văn B. Ông này có chữ O ở phía trên. Đảo lên trên là xong. Ông này quê ở Nghệ An. Rồi chúng ta xem cái bảng đã. Xong tính tiếp. Nguyễn Văn A Hà Nội này. À mình thiếu cái border. Rồi, chúng ta có Nguyễn Văn A, O Hà Nội, Nguyễn Văn B, O Nghệ An. Được chưa? Bây giờ còn hai cái phần đầu cái nữa, chúng ta còn hai cái TR đúng không? Chúng ta cứ vẽ ra đủ 4 cái. Đi copy. Cứ vẽ đủ rồi đã, tính tiếp sau. Đây chúng ta sẽ có những cái TD như này. Bây giờ đi chia này. Thằng chữ sinh viên kia nó có cái gì? Thằng sinh viên này là nó một mình nó chiếm hai hàng đúng không? Thì nó phải là row span. Row span bằng 2 đúng không? Thằng này row span bằng 2 chữ là sinh viên. Thì thằng ở dưới phải bớt đi một cái đúng không? Đúng nhá. Đúng nhá. Rồi. Tiếp theo bằng giới tính thì bằng cái gì? Giới tính thì bằng hai ô này đúng không? Nó phải bằng hai ô vào thì chúng ta sẽ có là call span bằng 2, chúng ta xóa bớt một ô đi, đúng chưa? Đúng chưa? Thằng này text là gì? Giới tính. Xong. Thằng cuối cùng này nó là quê quán đúng không? Quê quán nhưng mà nó chiếm hai dòng thì nó phải là row span bằng 2 nữa. Thì ở dưới này tương đương việc chúng ta phải xóa bớt 2 row đi. Đúng không? Xóa bớt 1 row đi. Bây giờ chúng ta ngó. Đúng chưa? Bây giờ còn hai cái này cần phải tích nữa đúng không? Một cái nam, một cái nữ đúng không? Xong. Nam. Nữ. Đủ chưa? Nào, có khó không? Chỉ vận dụng mỗi cái row span và call span cho dòng đầu tiên tương đương với các cái phần cái dòng ở dưới chúng ta phải xóa bớt đi những cái element. Thế là xong. Được chưa? Đến đây chưa hết đâu. Thầy bổ vẫn còn nữa. Tôi để cốt lên nhá.
Sao lâu nhỉ? Nó lên bao nhiêu mê không biết. Rồi, code lên trên GitHub rồi nha, các bạn lên GitHub và lấy code về. Các bạn nào chưa làm được thì copy về để chạy cho nó lên đi đã. Sau đó chúng ta sẽ học tiếp phần tiếp theo của table. Chúng ta còn 3 thẻ nữa của table. Lên lấy đi, xem có vấn đề gì không. Tiếp theo với table chúng ta còn có phần này nữa này. Chúng ta để ý nha. Bây giờ phần này là đây là tích tiếp các thứ kiểu TR đúng không? Bây giờ tôi set cho cái cone span xem thêm này. Tôi set cho nó một cái T head. Bình thường thằng này nó nằm ở đâu? Vị trí của thằng xem thêm này nằm ở đâu? Cuối bảng đúng không? Theo đúng lý thuyết của HTML thì thằng nào viết trước thì hiển thị trước, thằng nào viết sau hiển thị sau đúng không? Nào tập trung vào đây này, thằng nào viết trước hiển thị trước, thằng nào viết sau hiển thị sau rồi. Nhưng bây giờ chúng ta xem này. Thấy xem thêm đảo đến đầu không? Thứ tự code nó vẫn nằm dưới nhá. Các bạn để ý này, thứ tự code nó vẫn nằm dưới này. Và thậm chí là ở khi mà chúng ta chuột phải vào trong cái thẻ này chúng ta inspect, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy là cái thẻ của chúng ta nó cái thẻ cone span 4 xem thêm nó vẫn nằm dưới các thẻ khác. Nguyễn Văn B đây này. Thẻ này vẫn nằm dưới các thẻ khác. Được chưa? Thì cái việc này nó chính là cái tác động của thẻ TH này gây ra. Được chưa nhỉ? Chính cái thẻ TH này gây ra cái việc đấy. Khi trong bảng chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần. Ở trong bảng chúng ta sẽ chia làm 3 phần. Có một cái là TH, một cái là T-body, một cái là T-food. TH là đầu bảng, T-body là thân bảng và T-food là chân của bảng. Được chưa? Thì cái khi mà các bạn biết bất kỳ thằng này biết kiểu gì thì biết đặt ở đâu thì đặt. Được chưa? Cứ cái nào là TH trình duyệt nó gặp ấy, nó sẽ đưa lên đầu tiên của bảng. Trong bảng chỉ có 3, mỗi thẻ này chỉ tồn tại một lần thôi nhá, không tồn tại nhiều lần đâu. Nếu cứ gặp TH nó sẽ đưa lên đầu tiên của bảng. Cứ gặp T-body thì nó sẽ là nằm kế của TH và nằm phía trên của T-body. À T-food. Còn T-food mặc định sẽ được đặt ở dưới chân của bạn. Bất kể các bạn biết nó ở chỗ nào. Được chưa? Kể cả bây giờ các bạn đặt T-food viết đầu tiên, xong rồi đến TH, rồi cuối cùng đến T-body, thì lên trình duyệt nó cũng sẽ hiển thị đúng thứ tự là TH lên đầu, T-body và T-food. Được chưa? Ngoài ra cái thẻ T-body, cái thẻ T-body ấy, thì trình duyệt nó sẽ tự động sinh ra nếu mà không có. Chúng ta có thể là mở trình duyệt ra. Mở trình duyệt ra chuột phải vào trong cái nội dung của bảng ấy. Đây chuột phải. Các bạn làm đi. Chuột phải vào. Sau đó chọn inspect hoặc là chọn xem cái gì, tìm kiếm cái gì đấy ở cái dòng, nói chung là của các bạn là dòng cuối cùng ấy. Mở ra thì các bạn sẽ nhìn thấy cái thẻ bao ngoài của thẻ TR của chúng ta, nó chính là cái thẻ T-body. Thấy không? Đấy là cái thẻ T-body chúng ta ở cái trình duyệt nó tự động nó sinh ra, chúng ta không phải nhìn thêm vào. Là của nó vốn đã vậy rồi. Lại kiểm tra. Thế thì bao nhiêu? Được chưa? Nhìn thấy không? Nhìn chữ T bao nhiêu? Đó là thẻ trình duyệt nó tự động nó sinh ra. Thì chúng ta có thêm 3 thẻ, đó là thẻ TH, T bao nhiêu và T phút. Tổng hợp lại ở trong bảng, trong cái kiểu dữ liệu dạng kiểu các cái thẻ quy định dạng bảng thì chúng ta có mấy 7 cái thẻ. Đầu tiên thẻ table t row là tr, một cái cell nằm trong là td đúng không, cái cell nào quy định cho phần tiêu đề của bảng thì là th đúng không, là bốn cái cộng với th là 5, t ba đi là 6 và t phút là 5, là 7.
Thấy chưa nhỉ? Đấy là loại thẻ tiếp theo của chúng ta, là loại thẻ về bảng. Loại thẻ về bảng biểu chúng ta sẽ gặp rất là nhiều. Xong chưa? Rồi. Loại thẻ tiếp theo nữa. Chúng ta đến với loại thẻ tiếp theo nhá. Loại thẻ này sẽ quy định về form, hay còn gọi là biểu mẫu. Loại thẻ quy định về biểu mẫu, form. Cái thằng này nó sẽ như sau này. Chúng ta đang có dùng Facebook không? Có đăng ký, có tự mình đăng ký không? Thì cái chỗ mà chúng ta nhập thông tin vào thì nó có những cái gì kiểu như nào? Đầu tiên là, để tôi vào Facebook thử nhá. Rồi, bình tĩnh. Facebook này. Đây đăng ký đây đúng không? Chúng ta có một cái ô này gọi là cái ô text để điền dữ liệu vào. Đúng không? Text nữa này. Password này. Đúng không? Ngoài ra chúng ta có cái dạng này là dạng select box. Thẻ select để giúp chúng ta chọn một trong những cái kết quả mà người ta định nghĩa sẵn ra. Được chưa? Đây là radio button, có nghĩa là chỉ có thể chọn một trong hai thằng thôi thì là radio button. Cái toàn bộ cái cục này này, toàn bộ cái mớ này, người ta gọi đây là một form, ra một cái mẫu để giúp người ta thu thập thông tin của người dùng. Đấy là tác dụng của nó, được chưa? Và cái này sau này khi các bạn làm việc với cơ sở dữ liệu với PHP thì chúng ta sẽ phải làm việc với nó rất là nhiều. Đó, thì đấy là cái tác dụng của cái thẻ form, được chưa nhỉ? Thì bây giờ chúng ta để bắt đầu với một cái biểu mẫu, chúng ta phải có một thẻ là thẻ form, thẻ form. Trong thẻ form này nó có vai trò là gửi cái những cái thông tin của chúng ta đi đâu đấy, để cái chỗ ở cái chỗ mà chúng ta gửi đến ấy, nó sẽ xử lý logic, thu thập thông tin của biểu mẫu của chúng ta để nó lưu trữ lại và tạo tài khoản của chúng ta. Được chưa? Trong form này các bạn lưu ý cho mình ba cái thẻ, chỉ cần nốt vậy thôi chứ mấy nữa chúng ta mới học đến tác dụng của nó. Cái thứ nhất là thẻ action. Thẻ action này giống như chúng ta đưa thư ấy, đây là thông tin, tức là chúng ta viết một cái bức thư, xong rồi chúng ta gửi cái bức thư này đi, thì cái địa chỉ gửi thư ấy, địa chỉ nào gửi đến ấy, nó sẽ là cái action này. Ví dụ chúng ta gửi sang table.html chẳng hạn. Trông nó khá giống như kiểu là chúng ta sử dụng cái thẻ A, được chưa? Nhưng mà cái này nó cũng gửi đến giống như thẻ A, nhưng mà nó có kèm theo thông tin nằm trong form. Được chưa? Đầu tiên là cái action. Cái thứ hai là cái method. Cái thứ hai là cái method. Method chúng ta có hai loại ở trong form, đó là dạng get hoặc là dạng post. Cái này nó sẽ liên quan đến sau này các bạn xử lý code PHP như thế nào. Chỉ biết cần nhớ tôi cái method là có hai kiểu, hai giá trị là post hoặc get, vậy thôi là được. Được chưa? Cái tiếp theo chúng ta có thuộc tính là encrypt type. Encrypt type, cái này chỉ có một giá trị mặc định thôi, là multipath sược form trừ data. Cái này nhắc cho các bạn thì hơi sớm, nhưng mà để khi mà form của chúng ta ấy, nó sẽ có những cái form chấp nhận các bạn chọn ảnh để gửi lên, được chưa? Hay là upload một cái video lên, thì cái form của chúng ta để gửi được những cái file tài nguyên từ máy của khách, tức là máy của mình gửi lên trên phía server ấy, tức là nơi để xử lý dữ liệu ấy, thì bắt buộc phải có cái encrypt type và multipath form data này thì mới gửi được file lên trên, chứ nếu không có nó thì các bạn không thể gửi được. Được chưa? Tạm thời ba cái thuộc tính này các bạn cứ nốt lại đã, sau này lúc nào học đến thì dò lại mà xem. Được chưa? Cái này, những cái này có cũng được, không có cũng được nhá. Tất nhiên nó cũng có cái giá trị mặc định. Nếu mà method không có thì nó sẽ là method bằng get luôn. Được chưa? Chúng ta tạm thời bỏ nó đi, nốt lại cũng được. Được chưa? Tiếp theo này. Trong form chúng ta có ba loại thẻ chính. Ba loại thẻ chính thôi nhá. Còn tất nhiên là nó còn thêm một vài loại nữa, chứ không chỉ là có như vậy.
Chúng ta có 3 loại thẻ chính để giúp chúng ta thu thập thông tin của người dùng. Loại thẻ thứ nhất là loại thẻ input. Loại thẻ đầu tiên là loại thẻ input. Thẻ input này nó không có thẻ đóng. Chúng ta chỉ đóng như này thôi, bởi vì nó không chứa các cái thẻ HTML khác ở phía trong, cho nên chúng ta có thể đóng ngay lập tức. Được chưa? Thẻ input. Trong thẻ input chúng ta có các cái thuộc tính nằm trong. Thì chúng ta có thuộc tính quan trọng nhất, đó là thuộc tính type. Type là loại đúng không? Loại. Thì chúng ta có loại đầu tiên là loại phổ biến nhất, đó là loại text. Text. Được chưa? Chúng ta xem output của nó là cái gì nhá. Nhìn text không? Giống như cái form trong Facebook không? Được phép viết tạp bạn viết text vào đúng không? Được chưa? Đấy là cái thẻ đầu tiên, input type bằng text. Được chưa? Các bạn thử đi. Xong chưa? Ra cái input tổng text chưa? Xong. Bên cạnh những input này chúng ta viết text hoặc là các thẻ label khác như bình thường nhá. Thẻ label các bạn biết rồi đúng không? Nhưng mà ok, tí nữa tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Bây giờ tiếp theo là về input này. Chúng ta cứ thêm cho tôi một cái BR ở phía dưới này. Chúng ta đi xử lý thêm input loại khác. Với input, lưu ý cho tôi là với input nó có hơn 20 loại type. Nó có hơn 20 loại type cơ. Cho nên chúng ta sau buổi hôm nay sẽ về tìm hiểu đủ 20 loại để cho tôi, hơn 20 loại cho tôi. Tôi chỉ giới thiệu cho các bạn cách dùng input và cái những cái loại phổ biến, những cái type phổ biến thôi. Được chưa? Chúng ta đầu tiên có loại input type và text này. Chúng ta có loại input thứ hai. Cái này type bằng password. Type password. Các bạn ra ngoài refresh đi. Rồi gõ text vào. Được chưa? Type bằng text thì nó như thế này. Type password thì nó như thế này. Được chưa? Thấy type bằng password chưa? Gõ vào thì nó sẽ ra là cái dấu tròn tròn sao sao đúng không? Ở mỗi cái trình duyệt nó sẽ có cái hiển thị khác, hơi khác nhau một chút. Các bạn bỏ cái name và value này đi, tạm thời chưa cần đến đâu. Chỉ cần input type thôi. Tôi sẽ viết text lên trên này nhá. Ở đây là text bằng input trừ text này. Đây sẽ là input trừ password nhá. Để về các bạn có cái để mà học. Rõ chưa? Nhìn chưa? Xem được chưa? Rồi. Xong đi nhỉ? Tiếp theo này, lưu ý. Có bạn nào hay lưu password ở máy không? Ví dụ tôi viết password của tôi như này. Được chưa? Bỏ cái thói quen đi, cực kỳ nguy hiểm. Inspect này. Được chưa? Chúng ta chỉ nhìn cái thẻ input đây đúng không? Bỏ đi nha. Trò này cực kỳ nguy hiểm cho nên là dẹp nó đi. Đừng có mà dại mà lưu vào đấy làm gì cho nó khổ người ra. Cái trò này là cái trò trẻ con. Ai làm web cũng biết. Cho nên là các bạn đừng nghĩ là người khác không biết. Ai cũng biết cái trò này.
Được chưa? Tiếp tục. Ôi, nếu mà nói về bảo mật thì nó vô cùng lắm. Thiếu không thiếu gì cách hack một website. Tiếp theo này. Tiếp theo nhá. Input loại tiếp này. Chúng ta có input type bằng checkbox. Đây là input trừ checkbox này. Các bạn xem checkbox nó là cái gì nhá. Thấy không? Tích hoặc không tích. Đây là nó sẽ dùng cho những trường hợp nào? Ví dụ như kiểu dạng là đã kết hôn hay chưa? Nếu kết hôn rồi thì check một cái. Chưa kết hôn thì không check cái gì. Đúng không? Đấy là ứng dụng cho nó. Hoặc là lựa chọn. Các bạn vào Gmail. Ví dụ gmail.com này. Chúng ta có những cái ứng dụng cho checkbox. Ví dụ như kiểu chúng ta check vào đây và chọn xóa. Đúng không? Chúng ta có thể xóa nhiều bằng cách là check nhiều và xóa. Được chưa? Với cái checkbox này chúng ta có rất là nhiều ứng dụng. Được chưa nhỉ? Đấy là cái input type bằng checkbox. Cái này cũng dùng cực kỳ nhiều. Input type bằng checkbox. Được chưa? Chúng ta có input radio. Input type bằng radio. Nhưng mà ở cái này, ở những cái thằng khác chúng ta không giữ lại name. Nhưng mà ở trong thằng này các bạn giữ lại name cho tôi. Name, ví dụ name bằng gender. Hôm trước tôi vừa mới đề cập rồi đấy. Gender ở bên cạnh là chữ male. Bên này là female. Other. Được chưa? Test đi, bạn nào xong rồi test đi. Nhìn thấy male, female, other đúng không? Với cái input radio này chúng ta có cái lưu ý. Đó là cái name này, nếu mà trong trường hợp các cái input radio có name giống nhau. Lưu ý nhá, các cái radio có name giống nhau thì chúng ta chỉ được chọn một trong bằng đấy cái thôi. Các bạn chọn cái này thằng khác không được chọn, tự động bỏ đi. Được chưa? Bởi vì một người không thể có hai giới tính được. Đúng không? Cho nên là chỉ được chọn một trong bằng kia thằng thôi. Còn cách ứng dụng như nào chúng ta sau này có thể là xử lý sau. Có rất là nhiều cách để ứng dụng cho cái này. Được chưa? Tiếp tục, vẫn còn nữa. Chúng ta lại BR xuống. Chúng ta có input number. Chúng ta nhìn input number thì có input type bằng number thôi. Được chưa? Xem output. Input type bằng number. Number là số đúng không? Xem output này. Biết chữ rồi. Không biết chữ được ngoài chữ E.
Chữ E thì viết được. Bởi vì E nó là một số. Nó số bát phân hay số thập lục phân thì tôi không nhớ. E cũng là số. Cho nên nó cho phép nhập số, dấu chấm và chữ E. Được chưa? Nó chỉ cho nhập bằng đề ký tự thôi. Đó, đấy là cái input type number. Tiếp theo, vẫn còn nữa. Còn nhiều lắm, hai mươi mấy kiểu cơ mà. Tôi chỉ liệt kê đây những cái loại hay dùng thôi nhá. Input type bằng date. Thì chúng ta có input date. Được chưa? Cái này cũng dễ thôi. Bấm chọn một ngày. Thấy không? Bạn chọn một ngày nào đó. Đấy, chọn ngày tháng năm này, ví dụ tôi chọn năm sinh của tôi, ngày năm sinh của tôi. 1991 này, tháng 2, tháng 3, mình đều vào ngày Chủ nhật. Đó, đấy là input time date. Còn một vài loại nữa cũng hay sử dụng, ví dụ input time submit, email, search, còn khá là nhiều. Nên tôi chỉ dừng lại ở đây thôi, về các bạn sẽ tìm hiểu thêm cho tôi và lấy ví dụ demo nhá. Tiếp theo, chúng ta có cần phải lưu ý những cái thuộc tính ở trong này như sau. Thứ nhất, các thuộc tính, ví dụ như input time text thì chúng ta phải lưu ý cái thuộc tính là value. Ví dụ các bạn viết tên mình vào đây. Được chưa? Thuộc tính value bằng một giá trị nào đấy. Thì chúng ta ngó này, xem output này. Thấy không? Nó tự động nó có sẵn, nó phin sẵn ở đây cho các bạn cái giá trị mà các bạn set vào chuột cái thuộc tính value này. Được chưa? Đây là thuộc tính đầu tiên cần phải lưu ý, đó là value. Tất nhiên cái này nó không chỉ dừng lại ở đấy. Sau này chúng ta sẽ còn thấy nhiều ứng dụng hơn của cái thuộc tính value này nữa. Nó không chỉ có bằng này thứ, có mỗi lần là pin sẵn ở đâu. Được chưa? Thuộc tính tiếp theo là thuộc tính. Cái này là các cái input mà có thể viết chữ vào nhá. Những cái có thể viết được chữ vào hoặc viết số vào thì nó mới có những cái thuộc tính này. Thì chúng ta có thuộc tính tên là placeholder. Đây là please, làm ơn, vui lòng điền mật khẩu. Ví dụ thế. Placeholder. Cho coi nó là cái gì. Thấy chữ M không? Khi mà chúng ta viết chữ thì nó tự động nó mất đi. Đấy là placeholder, nó chính là cái hiển thị như thế này. Và tác dụng của nó là, ví dụ chúng ta muốn gửi cho người dùng một cái thông báo nào đấy nhỏ nhỏ trước khi họ nhập vào. Chỗ này chỉ được phép viết số này, đúng không? Hoặc là có thể là để cho họ một cái ví dụ nào đấy. Ví dụ như họ nhập tên thì mình viết là ví dụ 2 chấm Nguyễn Văn A này, đúng không? Cho họ một cái format để họ làm theo. Thì như vậy rất là tốt, thì cái đấy là cái thuộc tính placeholder. Đóng thêm, phòng này đóng thêm. Ngồi đấy không được tí điều hòa. Tiếp tục này. Với những cái loại kiểu như tích vào ấy. Tích vào đây có hai loại, loại thứ nhất là loại checkbox và loại thứ hai là loại radio button, đúng không? Thì chúng ta ví dụ thằng checkbox này muốn nó mặc định là vừa mới tạo vừa mới load ra cái màn hình nó check luôn. Thì chúng ta có thuộc tính là triggered. Triggered. Được chưa? Thêm cái chữ triggered vào trong cái thẻ input time checkbox. Thì khi mà trang web load ra phát nó tự động được tích luôn. Được chưa? Và chúng ta có thể ăn tích như nào đấy tùy.
cái này là giá trị mặc định thôi, nó được tích luôn thì là thuộc tính checked, nó tự check luôn. Ví dụ thằng tiếp theo thằng radio này, thằng radio nó liên quan đến thằng name đúng không, nốt lại nhá, nó liên quan đến cái thằng name này này, chỉ được một chọn một trong ba thằng hay một trong năm thằng hay một trong 100 thằng thôi, không được chọn nhiều, được chưa? Thì chúng ta ở trong này chúng ta cũng hoàn toàn có thể là cho nó chọn sẵn một thằng ở đấy bằng cái việc là nhét thêm cái thuộc tính checked vào đây, được chưa? Thì chúng ta cũng có thể là cho nó chọn sẵn thằng mail luôn và nó không được chọn, nó có thể chọn những cái khác, nhưng mà khi load ra nó mặc định phải chọn một trong ba đáp án đấy. Nếu thuộc tính checked với number thì chúng ta có nhiều trò hay hơn. Ghi chép xong chưa? Rồi, với number chúng ta có min và max. Min ví dụ bằng 0 chẳng hạn, max bằng 100, ví dụ thế. Tất nhiên vẫn cho vào cái string nhé, phẩy phẩy như này. Min và max. Thì bạn nhìn sẽ nhìn thấy ở đây nó có cái dấu đúng không? Chúng ta lùi nó không thể lùi xuống dưới nhỏ, dưới không được. Đấy, chúng ta viết số 99, lùi lên thì là bằng 100, không thể lên được hơn, đúng không? Nhưng mà không ai cấm chúng ta viết số 101 vào đây. Ê, nó mới hay. Nhiều khi nó khó hiểu lắm. Được chưa? Min và max. Cái gì? Hoặc nào? Đây á, này á, đây là quy định về giá trị của thuộc tính, đây là thuộc tính. Tí nữa dạy xong tôi sẽ giải thích cho các bạn xem thuộc tính nó là cái gì. Được chưa? Ngoài ra chúng ta còn thêm một thuộc tính nữa là thuộc tính step. Ví dụ 0.5 hoặc là 1 gì đấy, 2 gì đấy. Thì bây giờ tôi sẽ demo cho các bạn xem là cái step này có tác dụng gì nhá. Reload này, đây các bạn nhìn này. Mỗi lần tăng lên, mỗi lần bấm vào đây nó sẽ chỉ tăng lên 0.5, nó chính bằng cái giá trị mà tôi quy định ở trong step. Được chưa? Các bạn viết vào đấy là 10, 20, 50, 100 được, chẳng ai cấm. Tất nhiên với cái input time number này chúng ta vẫn set được value như bình thường. Có thể set được nó bằng 1, bằng 2, bằng 5, bằng 10, bằng bao nhiêu thì set, thích set bao nhiêu thì set. Và dĩ nhiên chúng ta ở trong cái input time number này không set được bằng chữ. Value bằng chữ nó không hiển thị đâu. Placeholder vẫn hiển thị như bình thường. Được chưa? Tiếp theo input time date thì sao? Chúng ta có thể set cho nó sẵn một cái ngày tháng năm sinh năm nào đấy, value bằng 1991-02-03, ví dụ như này. Ồ, nó không ra này. Như nào nhỉ? Chẳng nhớ. Month, date, year đúng không? 02-03-1991. Ờ, không ra luôn. Tôi check lại xem là cái này nó như thế nào. Ok đi. Tôi biết là value bằng đấy đã. Được chưa? Đây là những cái loại thông dụng. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 loại thông dụng. Chúng ta còn những cái loại input khác, ví dụ như là email này, rồi thì là search này, rồi thì là color này, rain này, còn nhiều lắm, submit này, còn rất là nhiều, khoảng 20 mấy loại cơ, chứ nó không ít như này đâu. Ví dụ tôi demo thêm cái thằng color này nhé, nhân nữa nhá. Input color. Chúng ta ngó xem cái input color. Thấy không? Nó chọn cho chúng ta một cái màu. Xong. Thấy không? Chọn cho chúng ta một cái màu và nó trả về cái mã màu. Được chưa? Nhưng mà cái loại này không hay dùng trong ngành của chúng ta, không hay dùng. Ít lắm. Được chưa?
Nãy giờ là xong một loại thẻ trong form. Một loại. Nãy giờ các bạn toàn dùng thẻ input đấy. Đúng không? Không, trong input chỉ có 3 loại thẻ chính. Đấy, tôi nói là chỉ có 3 loại thẻ, không có nhiều. Thấy chưa? Loại thẻ tiếp theo này. Đây rồi. Chúng ta có loại thẻ tiếp theo là loại thẻ Take Area. Take Area. Loại này nó không có biến thể giống thằng kia. Nó chỉ có một mình nó như vậy thôi. Đây chúng ta xem output của nó nhé. Thấy có gì? Một cái giống như input thành text đúng không? Nhưng mà các bạn xem này. Nó có thể giúp chúng ta viết nhiều text và có thể xuống dòng được. Kéo lên kéo xuống được và thậm chí mở rộng được. Được chưa? Kéo lên kéo xuống và mở rộng cái thẻ input ra được. Được chưa? Với cái thằng Take Area này á thì các bạn hoàn toàn có thể thay thế nó được bằng cái input type bằng text. Tuy nhiên cái thằng này nó hơn input type bằng text ở chỗ là nó có thể viết được nhiều dòng. Chứ input không thể viết được nhiều dòng, input chỉ được một dòng thôi. Lưu ý nhá. Và ở trong thằng này chúng ta có thể quy định được các cái cột, tức là số lượng ký tự nằm trên một dòng là bao nhiêu và mặc định nó có bao nhiêu hàng. Thì chúng ta có là cons bằng 50 chẳng hạn. Chúng ta xem nhé. Cons 50 là đủ 50 ký tự. Ở đây viết được một hàng dài 50 ký tự. Đây được rồi. Được chưa? Và chúng ta có thể quy định được rows. Row bằng 10 dòng chẳng hạn. Đúng không? Nó sẽ, các bạn enter xuống nó đủ 10 dòng các bạn. 1, 2, 2 rồi nhé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mới bắt đầu sinh ra cái scroll. Thấy không? Côn là 50 chẳng hạn. Các bạn đặt bao nhiêu đặt? Côn và row. Nó có 2 thuộc tính này nữa. Thằng này chúng ta có thể set được giá trị mặc định cho nó. Tuy nhiên chúng ta cái giá trị mặc định phải viết vào trong ở giữa này. Để viết ở giữa này thì mới được. Chứ còn không thể nào mà viết được kiểu là value như kia. Được chưa? Hãy lưu ý. Cách dùng của Take Area này nó khác so với input. Được chưa? Tiếp tục này. Còn lại thẻ cuối cùng. Đó là thẻ select. Loại thẻ cuối cùng là loại thẻ select. Thì loại thẻ này bao gồm hai cái thẻ lồng nhau. Loại thẻ thứ nhất là thẻ select là thẻ cha. Thẻ option là thẻ con. Được chưa? Bây giờ các bạn xem tôi viết text vào option nhá. Ví dụ như kiểu là thiện TH này. Giang NT này. Long DT này. Vân ABC. Như thế. Output của chúng ta đây. Được chưa? Lựa chọn một trong những đáp án này. Được chưa nhỉ? Đấy là cái select và option.
Thấy chưa nhỉ? Đây là 3 loại thẻ chính của chúng ta. Thì chúng ta lưu ý cho tôi ở trong thằng select này, thì mỗi cái option này nó sẽ có một cái value. Được chưa? Chúng ta ví dụ thiện TH có, nó đại diện cho cái text là như này thôi, nhưng mà thực ra giá trị của nó là 1. Giang là giá trị là 2, Long giá trị là 3, Vân giá trị là 4. Thì khi chúng ta chọn bất kỳ thằng nào á, thì chúng ta nhìn thấy hiển thị ở bên ngoài nó chính là cái tên này, nhưng mà giá trị thực tế nó sẽ chính là cái số nằm ở phía trong này. Được chưa? Được chưa? Tiếp theo, cái thẻ cuối cùng trong này. Thẻ này nó không đóng, nó không phải là thẻ nằm trong form nhé. Thẻ không phải thẻ nằm trong form, nhưng mà nó có tác dụng rất là lớn. Chúng ta có thẻ cuối cùng là thẻ button. Button. Chúng ta có nút là submit, đấy là gửi thông tin đi chẳng hạn. Chưa? Bây giờ submit, chúng ta có cái button type bằng submit nhá. Thành submit này. Được chưa? Các bạn cứ viết đi. Xong nhá. Đây này. Thấy type submit chưa? Button submit chưa? Đây là cái nút chúng ta kích vào được. Được chưa? Cái này chúng ta chọn một cái đáp án Vân ABC nhá. Submit đi, chúng ta nhìn sang là table với cái gender bằng on. Được chưa? Tạm thời chưa cần quan tâm đến cái đấy, chúng ta có thể là bấm submit để nó gửi dữ liệu đi sang một trang khác là trang table.html. Được chưa? Ngoài ra chúng ta có thể là có cái button. Chúng ta có cái button là type bằng reset bằng clear chẳng hạn. Chúng ta xem nhá. Tôi viết text này. Linh tinh vào đây nhá. Được chưa? Bấm clear phát. Nó về cái máng lợn ban đầu. Được chưa? Đấy là type của button reset. Có chữ là clear. Xong chưa? Thấy chưa nhỉ? Đấy là toàn bộ các thẻ về form của chúng ta. Với chỉ bằng chỉ với 3 cái thẻ chính kia thôi, chúng ta có thể biến đổi tất cả các thể loại form. Thế là đủ, không cần nhiều. Thấy chưa nhỉ? Rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi? 3 giờ. Để nghĩ xem nào. Thế học nốt thẻ, có loại thẻ còn lại nhá, để buổi sau chúng ta thực hành nhá. Hay là muốn thực hành luôn? Buổi sau thực hành nhá. Thực hành để còn sang CSS thì chúng ta mới làm cái trang web của chúng nó sinh động được, nó mới màu mè các thứ các kiểu được. Chứ còn nếu không chúng ta làm một website trông nó rất là buồn,
nó tẻ nhạt, nó mỗi đen với trắng mà chẳng có cái gì cả, được chưa? Rồi chúng ta làm như sau. Thẻ cuối cùng là Arial.html. Tạo nhầm thư mục rồi. New file là Arial.html. Cái này thì nhanh thôi, có gì đâu. Thấy chưa? Loại thẻ cuối cùng là loại thẻ quy định về vùng hiển thị. Thấy chưa? Với vùng hiển thị á, thì hiện tại chúng ta có các cái loại thẻ như sau. Tôi chỉ nêu tên thẻ nhau một tí, tôi giải thích sau nó. Cách hiển thị của nó y hệt nhau, không khác gì cả. Được chưa? Nó thứ nhất là chúng ta có thẻ nổi tiếng nhất là thẻ div. Thẻ đóng, thẻ mở này. Đây là div tag. Tiếp theo là header. Tiếp theo là thẻ footer. Này nhanh thôi. Tiếp theo là thẻ section. Thẻ article. Thẻ nav. Thẻ main. Thẻ assign. Nhiều không? Nãy giờ từ đầu buổi đầu tiên đến giờ chắc là học được khoảng 30 cái thẻ chứ mấy. Làm gì mà nhiều đâu. Được chưa? Bây giờ chúng ta xem output, xem luôn, bởi vì phần này rất là dễ. Mấy nữa thì học đến CSS chúng ta mới thấy cái phần này nó khó. Còn bây giờ chỉ học tên thẻ không thì chẳng có cái vẹo gì cả. Arial đúng không? Đây có mỗi thế này thôi. Tất cả các thẻ này có cách hiển thị giống nhau. Các bạn nhìn thấy nó chiếm hết một vùng không? Đây này, thẻ header này chiếm hết một vùng này, thẻ footer cũng chiếm hết một vùng này, section cũng vậy. Thì chưa? Tất cả các thẻ vùng hiển thị nó đều có cách hiển thị như nhau. Được chưa? Đó là nó chiếm hết một hàng ngang. Đó là nó chiếm hết một hàng ngang ở trên giao diện trình duyệt. Được chưa nhỉ? Sau này nó thế tại sao nó giống nhau này, người ta phải tạo ra làm gì? Tại sao nó phải tạo ra làm gì? Đúng rồi. Người ta tạo ra một thẻ ấy, một cái số lượng thẻ nhiều như này
để giúp cho cái người lập trình ra cái giao diện web ấy, người ta dễ dàng phân chia các cái vùng hiển thị ở trên website ra. Thì ở vùng website chúng ta sẽ có các cái vùng cơ bản như sau. Để sau này cho nó dễ làm việc. Đây là một website đúng không? Một cái trình duyệt trông như này đúng không? Thì cái vùng đầu tiên của chúng ta đó là vùng header. Được chưa? Vùng tiếp theo ở dưới này nó là vùng main. À đây là vùng thân, vùng body đúng không? Vùng main đi, main content. Vùng chính. Phần ở phía dưới này nó chính là cái footer. Được chưa? Trong cái main này thì sẽ có một cái bên thường là cắt một link phải ra để quảng cáo những cái thứ kiểu không, hoặc những bài viết liên quan, hoặc cái này gọi là aside, là một bên. Bên này là bên main. Được chưa? Sau đó ở trong cái header thì chúng ta có một cái phần ở đây là hay để logo, đúng không? Và phần còn lại ở phía này chúng ta để nó là cái menu, đúng không? Thì đây là NAV. NAV viết tắt của từ navigation là thanh điều hướng. Được chưa? Nó là chứa các thẻ URL và thẻ A trong này để giúp click vào một chỗ rồi link sang cái trang khác. Được chưa nhỉ? Đó. Còn cái mớ article section div dùng để làm cái gì? Cái mớ đấy là để giúp tạo ra các cái khung ô nằm trong này như này. Đây là tiêu đề. Đây là các cái cục phần tử nằm trong. Được chưa? Các cái thẻ article theo thứ tự, thẻ article là thẻ bao to nhất. Sau đó đến thẻ section của cuối cùng thì đến thẻ div. Được chưa? Thì có thể là cả một cái vùng này nó là một cái article. Một cái vùng nhỏ hơn này nó là một cái section. Trong đây có chia ra đây là tiêu đề bài viết, đây là phía dưới ảnh bài viết, hoặc là những cái text nhỏ hơn thì mỗi phần này là một cái thẻ div. Được chưa nhỉ? Thì đấy là cái các cái thẻ vùng hiển thị ở chiếm một cái vùng nào đấy ở trên cái trình duyệt để giúp chúng ta phân biệt cái các cái khu vực nó dễ dàng hơn. Được chưa? Tác dụng của thế. Xong chưa? Phần này cực kỳ dễ nhưng mà dùng nó lại cực kỳ khó. Phải nhá. Tiếp theo chúng ta làm một cái bài tập này. Đây là một bài tập tổ hợp linh hoạt. Nó sẽ có vài trang. Tạo cho tôi một cái file là bài tập hôm nay lesson 3 đúng không? Đây lesson 3. Thì sẽ có trang index. Trang index thì sẽ bao gồm như sau. Đây là một cái phần viết text ở trên này là danh sách sinh viên. Danh sách sinh viên thì vậy. Ở trên này là mã số sinh viên. Bên này là tên sinh viên. Đây là ảnh đại diện. Đây là một ô là tạo mới. Cái này là một thẻ A nhá. Được chưa? Bấm vào biết các bạn bấm vào nó sang một cái trang gọi là tạo mới thì đấy. Được chưa? Xong, ở phía dưới này đây là một cái bảng nhá. Được chưa? Ở dưới này có mã số sinh viên là 0001 chẳng hạn, đây là Nguyễn Văn A. Đây là ảnh thì chúng ta ném một cái ảnh vào đây. Ảnh lấy trên mạng hoặc lấy trong project tương vào trong này. Được chưa? Ở đây có thêm hai cái đường dẫn, một đường dẫn là update. Tức là cập nhật thông tin của thằng sinh viên này. Đường dẫn thứ hai là remove. Là xóa thằng sinh viên này đi. Tất nhiên chúng ta bấm vào đây không xóa gì cả. Chưa xóa được. Được chưa? Và đến tiếp theo đến cái sinh viên thứ hai, sinh viên thứ ba. Tóm lại là tôi khoảng 10 sinh viên. Với thông tin khác nhau, ảnh khác nhau. Nhưng đây là đã là khá nặng rồi. Đây là trang đầu tiên là trang in đấy. Được chưa? Xong một cái. Bấm vào tạo mới thì nó sẽ được đưa sang trang là trang form.html. Thì trong cái form này chúng ta sẽ có các ô như sau. À chết, ở trong cái input tôi chưa cho ông ta làm cái input làm file. Ở tí nữa tôi sẽ làm gì đi. Đây là thêm mới, thêm sinh viên. Đây mới chỉ là HTML, tĩnh thôi nhá. HTML thuần này chưa có cái giao diện CSS các thứ kiểu đâu, chưa cần. Thì ở trong này chúng ta sẽ có các ô như sau. Đây là mã số sinh viên. Mã sinh viên ở trong này là một input file text. Rồi thì là tên sinh viên. Input file text nữa.
giới tính, đây là nam, đây là nữ. Tiếp theo là quê quán, ngày sinh, đây là date nhá, thấy không? Quê quán, ngày sinh, ảnh đại diện. Thì có một input file bằng file, các bạn chỉ cần nhét vào đây input file file phát là được. Và dưới cùng nó có một cái chữ là gửi. Gửi thì nó sẽ về trang này. Bấm vào gửi về trang này. Tất nhiên là không cần phải thêm mới, gửi nó chỉ lốt lại về trang này thôi. Chứ nó giống như chúng ta đặt cái trả A, nhưng mà đây là cái form. Form có cái action bằng index.html. Vậy thôi. Đấy, làm tôi bài này. Chả nhẽ là đến bao giờ mới làm. Tất nhiên đây cũng sẽ là phần bài tập về nhà mới. Nay là thứ mấy? Nay là thứ tư. Ngày mai có học nhỉ? Nghỉ đúng không? Hả? Thế thì làm đến tối ngày mai rồi. Cái điều câu nữa là sáng ngày mai rồi. Làm tôi đi giao diện. Sẽ còn khổ hơn nữa, yên tâm. Ngày chưa thua gì cả. Tôi mà phát hiện là đứa nào chép bài của nhau thì liệu hồn. Chúng ta lưu ý này. Cái form này chúng ta lưu ý này. Form chúng ta có một loại tôi quên mất không nói cái loại này. Đây là input type bằng file. Thì như sau này. Nó sẽ như này. Thấy không? Choose file, chọn một cái file ảnh nào đấy hoặc là cái file gì đấy. Thấy chưa? Chọn một cái ảnh nào đấy. Thế là được. Có mỗi thế thôi. Hiện gì? Chẳng hiện gì cả. Hiện mỗi tên file thôi. Còn để nó hiện ra cái ảnh mà chúng ta chọn ấy, chúng ta không làm bằng HTML thuần được. Chúng ta phải dùng JavaScript thì mới làm được. Form.html. Bấm vào cái chữ create kia, cái chữ tạo mới kìa. Thì sẽ đẩy sang link sang trang form.html. Cái gì? Sao? Đúng rồi. Xong submit cái form này lại về trang index.
Được chưa? Có ai thắc mắc gì không? Nhớ nha, 10 sinh viên nha. 10 sinh viên là 10 10 cây sáu. Nhưng mà chỉ có một cái này thôi. Chỉ có khi bấm vào thêm, bấm vào tạo mới này thì mới lên trang này. Còn update và remove này thì để chữ tích, tích không được, không cần gì cao siêu. Được chưa? Hoặc là để cái thẻ này là thẻ A có update bằng số thăng. Đây là như này này. Đây nhá, tôi để một thẻ A ở đây nhá. A này bình thường là nó đi đâu đấy đúng không? Sang một trang nào đấy đúng không? Tôi để một dấu thăng ở đây. Test. Này. Nó không đi đâu cả. Được chưa? Đó. Nếu mà bình thường chúng ta bấm vào đây là sang cái gì nhỉ? Table.html đúng không? Thì bấm vào đây nó chạy sang trang table.html. Được chưa? Nhưng bây giờ chúng ta thêm vào đây là cái dấu thăng thì nó không đi đâu cả. Được chưa? Cái update và cái remove kia cũng là cái thẻ A nhưng mà nó là dấu thăng, href bằng dấu thăng thì không đi đâu cả. Chỉ có cái tạo mới với sang form thôi. Chỉ có cái tạo mới với sang form và tất cả update remove ở cái thằng ở dưới nên không đi đâu cả. Deadline vào tối ngày mai nha, 23:59. Có mấy hùng? Có 50 hùng. Có. Muốn ngủ hả? Có. Có thể ngủ từ giờ đến cuối năm. Đào cũng nghe hả? Cứng con nhỉ? Có. Ơ sao không thấy cái đấy, mình chưa quay à? Bụng văn minh.